Đã đến lúc chúng ta còn phải xua tan những cơn mê chiều đó, tức là chế độ cộng sản còn phải được dẹp bỏ. Đến lúc đó thì đất nước ta mới thật sự là hòa bình. Đó là hình ảnh trong bài Qua Cơn Mê của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngon sẽ được trình diễn qua tiếng kèn của hai em Justin và Daniel.